vì bị cư dân mạng cho rằng cà khịa cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và con gái của đàn anh, nên nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã đến tận nhà gặp và xin lỗi Hồng Loan. Mới đây, trên kênh TikTok của mình, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đăng tải đoạn clip để khẳng định bản thân không cà khịa đàn anh là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tất cả là do cách diễn đạt không khéo, khiến cho ông bị khán giả lẫn cư dân mạng hiểu lầm. Nam nghệ sĩ cũng muốn dừng lại câu chuyện để trích hồng hào không hay tiếp diễn. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Đây là clip tôi muốn nói lần cuối về vấn đề buổi livestream vào tối ngày tôi đi đám tang ở nhà danh hài Chí Linh. Tôi có nói lên tâm tư cảm xúc của tôi trong chuyện gia đình, chuyện má Tư bị bệnh nặng sau đó khôi phục lại nhờ sự tâm linh, nhiệm màu của Phật Pháp. Quan trọng hơn nữa, Trinh là người đã ăn chay, đi chùa để cầu cho mẹ. Không ngờ livestream đó ảnh hưởng rất lớn trong câu chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện hiểu lầm, vì tôi chỉ muốn nói tới câu chuyện gia đình của tôi, mà không ngờ ảnh hưởng đến câu chuyện gia đình của anh Nam Vũ Linh, cũng như là bé Hồng Loan." Kim Tử Lâm cũng cho biết, anh đã đến nhà xin lỗi và giải thích mọi hiểu lầm với con gái của người sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan. "Ngày hôm nay tôi có lên và gặp bé Hồng Loan và bé Ni để ba chú cháu có thể ngồi lại và nói chuyện. Tôi muốn nói rằng tôi không có ác ý gì trong livestream đó. Chắc có lẽ tôi cũng lớn tuổi nên cảm xúc khi đi đám tang ở nhà danh hài Chí Linh. Tự nhiên tôi cảm xúc thấy vô thường quá. Mới đó sống đó chết đó. Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ mọi người nên sống tốt hơn, đừng có miệng nam mô mà ở ngoài sống hai mặt hoặc đối xử không tốt với nhau. Cái đó tôi đang bức xúc về một người trong nghề, lớn tuổi hơn tôi mà đối xử không tốt với em út. Tôi đang bức xúc điều đó nên tôi nói, không ngờ nó lại gây ra sự hiểu lầm và mọi người nghĩ tôi đang nói về Hồng Loan và gia đình Hồng Loan. Thôi thì tôi xin lỗi và tôi cũng gặp bé Hồng Loan rồi. Nếu tôi cà khịa, tôi cũng lấy chuyện nào ở ngoài để cà khịa chứ không thể nào lấy câu chuyện gia đình mình ra cà khịa. Đây cũng là một sự hiểu lầm. Tôi cũng đã nói với bé Loan và bé Ni, hai cháu cũng rất hiểu và thông cảm với hiểu lầm đó. Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội trình bày và tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Còn một việc nữa, tôi muốn xin lỗi bé Loan vì tôi đã nói má Tư bệnh nặng hơn anh Năm Vũ Linh. Thật sự tôi không nghĩ bệnh nặng là ung thư hay gì. Tôi chỉ nghĩ má Tư hôn mê hơn một tháng trời. Như một người thực vật nhưng cuối cùng lại tỉnh lại. Cái nặng là hôn mê hơn một tháng trời. Tôi chỉ nghĩ nặng như vậy chứ không nghĩ nặng là ung thư nặng hơn hay gì khác. Mong mọi người đừng suy đoán, nghĩ tôi ác ý. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, sáng mai ca gọi hỏi tôi, nói trên mạng mà để cộng đồng mạng người ta nói ba quá trời. Lúc đó tôi mới xem và tôi sững lại. Cảm xúc riêng của mình, chuyện riêng của mình, tâm sự trong thời điểm đó gây ra ảnh hưởng rất lớn. Như vậy chứ thực sự tôi không cà khịa. Sau khi đọc những bình luận hiểu ra sự việc, tôi mới nhận ra làm vậy sẽ tổn thương bé Loan. Tôi chỉ sợ bé Loan không hiểu tôi, làm cho bé Loan buồn. Nghĩ tôi có điều gì đó ác ý với bé Loan, nên cuối cùng tôi mới gặp bé Loan. Thật sự tôi không có ý cà khịa gì cả. Và tôi đã vấp một lần vì bị cộng đồng mạng nói rất nhiều, nên tôi rút kinh nghiệm. Thật sự trong lúc cảm xúc, nhất là khi lúc đó đang cảm xúc về người nghệ sĩ giấu tên đó, tôi đang nghĩ tại sao họ lại đối xử với mình như vậy. Cảm xúc đó tự nhiên dâng lên thì tôi nói. Nam nghệ sĩ gửi lời đến khán giả rằng, còn vấn đề gia đình tôi cũng chỉ nói má Tư đang bệnh như vậy thôi, khi mình đã biết được chỗ mình đã vấp rồi. Mình đâu ngu dại đưa chân vô một lần nữa. Biết chỗ đó có đạn, tự nhiên mình nhảy vô, đưa chân vô đạp, cho bị thương làm gì. Đây là sự hiểu lầm và tôi mong mọi người thông cảm cho tôi. Tôi xin hứa lần nữa, không bao giờ mang chuyện tâm sự của mình nói trên mạng nữa. Tôi chỉ sợ khán giả không còn thương. Tôi đã gặp Hồng Loan, bé Ni và ba chú cháu nói chuyện cùng nhau hơn một tiếng đồng hồ. Nếu tôi có ác ý gì, không bao giờ tôi lên gặp. Chắc chắn bé Loan sẽ hiểu cho tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.